Bác sĩ Hùng Thanh sẽ phân tích đôi mắt này như thế nào? Mắt em có mấy cái đặc điểm này. Thứ nhất, nó là cái cung mày nó thấp lên này, mình cắt to quá thì nó đến tận cung mày này, và cái ụ trán cũng như cái trần hốc mắt nó nhô ra trước. Cho nên là nếu mà mình cắt to quá thì cái nếp mí nó chui tọt vào đằng sau cái cung lông mày, và cái mắt mình cảm giác nó sâu hơn. Cái nữa đó là cái nếp rẻ quạt. Đó. Đó, đây chính là cái phần nếp rẻ quạt này, hai bên. Cho nên nhiều khi mà mở thì cái sẹo đó sẽ hơi lâu. Nếu mà cắt mí mà không mở góc mắt trong trường hợp của em ấy thì cái nếp da này nó làm cho mắt mình không đẹp. Nên là bắt buộc mình phải mở nhé. Tình trạng mí của em là bị sụt mí, muốn cắt nó cho nó tự nhiên thôi, hết sụt mí nhưng có nếp mí rõ ràng.